Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Và như ở đây mọi người đã thấy, hôm nay thì mình có hai khách mời. Đầu tiên là chị Sweepy, là chị Moon. Và đây là em Hai Mi. Và tên là Mi Hai Mây. Tên YouTube thì là Hai Mây. Còn tên gọi bình thường thì gọi là em Mi. Hai bạn này đều có channel YouTube liên quan đến kiểu fashion, shopee haul rất là hay, nên là mọi người có thể follow, mình sẽ để và để ở dưới mô tả nữa. Hôm nay thì chúng mình có một video về mukbang đồ Hàn và trả lời những cái câu hỏi Q&A của mọi người đã đặt ra cho chúng mình ở trên Instagram. Thì lát bọn mình sẽ vừa ăn vừa trả lời, không biết là có trả lời được nhiều câu hỏi hay ho không, nhưng mà vẫn mong mọi người sẽ xem hết cái video này, tại vì mình nghĩ là bọn mình ăn cũng rất là ngon ấy. Đồ ăn của bọn mình gọi hôm nay là đến từ Dum Chicken. Mình rất thích ăn đồ Hàn. Dum Chicken gà rất là ngon luôn. Hôm nay thì bọn mình có gà không xương sốt ngọt. Đây, một suất nhỏ. Suất nhỏ. Đây, bọn mình có một cái cơm trộn bò. Ngon lắm. Tiếp theo thì bọn mình có khoai. Có khoai nè. Khoai tây chiên phô mai đấy, siêu ngon luôn ý. Ngon đẳng cấp luôn. Đồ ở đây mình thấy sẽ hơi mắc một chút so với những cái chỗ đồ hàng khác ý, nhưng mà ăn nó kiểu đẳng cấp hơn hẳn luôn. Và cuối cùng bọn mình có mì tteokbokki, có rất là nhiều topping ở đây cùng với mì. Uầy, trong nó thật máu sủi lên, trông thật là hấp dẫn và ngon. Ở đây thì chúng mình sẽ ăn nha mọi người. Ok, rồi chúng mình sẽ lấy đồ ăn ra. Lấy mì trước không mọi người? Ăn mì đi, cho nó chín chút. Rồi, nó mềm em rồi. Em mềm ấy. Chị sợ cái mì nó ỉu luôn ấy. Thế à? Ừ, thế là phải gắp cái chua. Em mì. Không ăn rau mọi người. Không ăn hết rồi. Ừ, chị biết. Kiều Trinh rất lười ăn rau mọi người ạ. Không, không phải lười mà là mình chua rồi ăn rau luôn ấy. Ừ, khỏi đó. Có tập ăn nhưng mà không ăn được. Rất ghét ăn rau. Không thích luôn ấy. Chúng rất sâu. Mọi người sẽ được xem YouTuber và gì nhỉ? YouTuber hay YouTuber của mình không liên quan gì đến đồ ăn, review đồ ăn. Em thích ăn chả cá. Có thích ăn chả cá. Chị không thích ăn chả cá. Ghét ăn rau nhưng mà da vẫn đẹp. Rất khó hiểu. Khó hiểu mà mình biết cho ăn rau. Da của mình thì vẫn tươi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ ăn và review về món đồ này. Món đồ này. Từ shopee ho hay gì? Thì mình ăn thử tteokbokki nha. Mình ăn chả cá rất là ngon. Mình ăn rau. Một chút mì. Nó ngon, siêu ngon. Hôm nay bọn mình quay hai cái video không? Quần áo không ấy, nên là bây giờ rất là đói. Ăn cũng đói. Ăn cái rất đói. Khen rau thì cũng thấy ngon lên, nhưng mà khen rau rất là ngon thì nó hơi giả chân. Là tôi không khen nữa. Thì đầu tiên, câu hỏi là bọn mình được nhiều nhất cả hai, cả ba người. Ừ. Đó chính là câu hỏi lý do về bọn mình quen nhau, tại sao quen nhau, với cả ấn tượng đầu tiên của bọn mình với nhau như thế nào. Thì chị muốn nói chút. Ấn tượng đầu tiên là Mi trước đi, vì chị biết Mi trước. Thì là bởi vì bọn chị làm, nói như nào nhỉ, gọi là gì, một cái đối tác bên làm chung một đối tác. Thì xong rồi hai cái chị làm cùng bọn mình ấy, thì hai chị ấy chơi với nhau. Thế là kiểu bọn mình theo hai chị mời bọn mình đi cà phê luôn, thế là bọn mình quen nhau luôn. Xong còn Trinh thì là Red Story của nhau, chị Red Story trước của Trinh, xong chị đợt đấy là Trinh về Hạ Long du lịch ý. Thế là mình mới nhắn cho Trinh bảo là rủ Trinh đi du lịch, đi Hạ Long chơi, xong không đi được, xong hẹn kèo lên Hà Nội. Thế là hôm trước đi gặp nhau ăn lẩu, thế lần này là lần thứ hai gặp nhau thôi. Đó, thế là lần đầu tiên gặp hai bác này. Tượng về Mi là cao hơn bên ngoài. Cao hơn bên ngoài? Ừ, tại vì... Cao hơn bên ngoài. Cao hơn bên ngoài. Bên ngoài cao hơn trong video. Tại vì ở trong video ấy, nhìn Mi trông kiểu nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bên ngoài nó cao hơn mình một chút, hoặc bằng đại khái là xấp xỉ nhau, nói chung là không cao, cao to, à không to, không to, cao thôi. Không phải to. Tất cả, người ta ấn tượng cũng chỉ có thế thôi, còn lại thì ở trong video như nào ngoài nó y như vậy. Là còn Trinh là như nào, ấn tượng đầu tiên là mắt to. Kiểu vừa mới vào trong quán lẩu phát nhìn con bé nó đang ăn, thì nó ngước lên nhìn mình phát thôi, nhìn cái mắt nó kiểu to lắm. Nói chung là ấn tượng vì mắt to. Xong rồi nói chuyện hơi ngơ ngơ, là kiểu cứ bị thơ thẩn ấy, kiểu tiến sĩ mà. Xong rồi bọn mình còn là tưởng là bằng tuổi nữa. Đúng rồi, mình tưởng bằng tuổi. Bà tôi về tớ cậu một lúc lâu, xong đến gặp mình phát hiện ra là trong mấy thế, xong mi hỏi là Trinh sinh năm bao nhiêu, thế mi ló ra là mình dài nhất. Đấy thôi, đến em. Ừ, đấy thì cái mi tại sao mình gặp và quen chị Moon thì chị Moon đã nói rồi. Còn mi thì là
những hôm đấy mình với chị Moon hẹn đi ăn thì là rủ thêm bạn nào nữa không thì rủ thêm Mi, nhưng mà Mi hôm đấy không đi ăn được. Và xong rồi đi cà phê cùng thế là gọi Mi đến, thế là quen thôi. Đấy, như thế. Còn ấn tượng với chị Moon thì là ở bên ngoài cũng không có gì khác ở trên video cả. Xong tính cách thì nói chuyện khá là thoải mái. Em hỏi chị đúng không? Chị Moon nói chuyện thoải mái, kiểu không bị ngại ngùng, không có khoảng cách gì nên là khá thân thiện này. Đấy, tiếp theo thì là Mi em thấy Mi ngơ ấy, em là mình ngơ. Hai em đều ngơ ở cấp độ khác nhau. Mi nói chuyện ngơ ngơ ấy. Kiểu ấy, tại vì mình bảo chị ngơ là tại vì hôm đấy đi ăn lẩu. Thế xong rồi có một không đấy gọi là rán đúng không? Có một con rán nó bò lên. Xong mình nhìn thấy con rán mình còn đang muốn chạy đi rồi. Bà Trinh mà quay ra bà: "Ơ, ai đây? Đi đi." Một phút tĩnh lặng. Thì cái Mi cũng kiểu vậy vậy. Mi thì là kiểu vẫn sinh ngại. Vẫn là gầy. Rất là gầy. Còn mình có được gầy như thế. Em sẽ nêu ấn tượng của mình về hai chị. Đầu tiên là Sweetie trước đi. Em gặp Sweetie trước thì chị Moon nhỉ? Chị Moon trước thì đúng chị đó. Bà công nhận là của em lúc đầu trên video em tưởng chị phải gầm cao. Cao lắm, cao to ấy, kiểu đồ cao. Ôi, to khỏe đấy. Kiểu nói chung là trông rất là kiểu cao 1m6. Ừ, mọi người cũng bảo là ở trên video cao chị 1m7 hay cái gì đấy. Trời, do góc quay xong ngoài thì nhỏ hơn bé rất là nhiều. Xong cũng kiểu nói chuyện thì thân thiện, kiểu nói chuyện rất tự do thoải mái, không kiểu ngại ngùng gì đâu. Tự do. Nói chuyện tự nhiên thoải mái. Nắm mồm các kiểu là mình cũng thấy kiểu dễ gần, dễ nói chuyện. Đó. Rồi về kiểu Trinh thì hôm nay gặp Starbucks đấy, đi cà phê tất cả mọi người thì kiểu Trinh sau thì ở trên mạng thì kiểu nói nhiều rồi, kiểu ngoài thì hơi kiểu e thẹn hơn, kiểu nhỏ nhẹ hơn một tí. Đúng ạ, kiểu phải quen lâu với thì chị mới điên. Đúng, sau đó ngay cái hôm đầu tiên đã rủ về nhà là mình thấy kiểu cũng dễ dàng là kiểu quen nhiều là chị hả thú ạ. Ngon không? Ừ, là lâu lắm rất ngon luôn ấy. Thôi, gần như mình thử là nào đó chứ cần cũng siêu cấp ngon. Nhưng mà cái sốt cay thì rất cay. Cay lắm ấy, phải bạn. Đúng rồi, cay là cay. Nên là mọi người nên chọn gà gì ở đâu chứ? Gà ngọt, ngọt, ngọt. Mọi người hỏi chị là ba chị có sở thích chung gì? Sở thích chung? Thích quần áo. Sở thích chung á? Giờ mình không biết điền người thích cái gì. Điền đúng không? Điền. Không, em đông cạn thế. Em đông cạn. Để chị ghi, Không, chắc là shopping không? Sao là chị đã thích quần áo? Đấy. Shopping trên Shopee. Cho thích ở đâu hay không? Nhưng mà đúng thật, tại vì đồ Shopee càng ngày nó càng rẻ nhá, xong rồi kiểu đồ nó chất lượng lắm. Tất cả các loại đồ trên đấy luôn. Ngày xưa thì có tí thích Taobao nhá. Tại vì trên đấy đồ nó rất đẹp nhưng mà nó rẻ cực. Mà bây giờ trên Shopee những cái gì ở trên Taobao hết rồi. Ở trên Shopee có hết. Đúng rồi. Xong rồi nó không rẻ bằng ở Taobao. Tại vì kiểu nó sẽ đợi nhưng mà nó đợi nhanh hơn này. Biết Taobao đúng không? Ừ. Còn nếu mà bán em không? Chị cũng qua trung gian nhưng mà bên trung gian thì nó rẻ lắm, kiểu người ta chỉ lấy. Còn mấy cái shop á thì nó mắc hơn cơ. Đúng rồi, nếu mà qua mấy cái shop còn phải đổi ấy thì đồ nó lấy đắt lắm. Cả ba đều có người yêu chưa ạ? Chị có người yêu chưa ạ? Sau gần 5 năm ấy thì cuối cùng tháng 10 năm ngoái mình cũng có người yêu. Em đọc này hơi sai. Còn chị? Em đọc con này thì kiểu tự đào hố. Chị có người yêu từ cấp 3 cho đến bây giờ vẫn chỉ có một người đấy. Wow. Từ cấp 3 có nghĩa là được 4 năm. Mới năm rồi. Thế là cưới rồi. Sắp cưới rồi. Thì mình sắp cưới rồi. Thế là cưới rồi. Em đang độc thân nha mọi người. Mà có em link sản phẩm mình để ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo. Sale 100% mua chiếc sale nhá. Receipt nha mọi người. Hôm trước Tết thì dịch không gặp được nhau đâu, thôi sau Tết đi. Món hàng order. Tiếp theo là có một bạn hỏi là nếu ba chị không làm vlog thì ba chị sẽ làm part time công việc gì? Thì mình trả lời đầu tiên. Khó nhỉ, tại vì mình là đứa không thích làm một cái công việc mà nó theo giờ. Có nghĩa là
part time kiểu ví dụ đấy lại đúng rồi, làm phải làm từ ví dụ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối thôi. Tại vì kiểu đấy không thích gò bó công việc như thế, mình cũng học nghệ thuật nữa. Thì lúc mà chưa làm YouTube thì cũng không có ý định làm công việc đấy, thì chỉ muốn là kiểu mình học thêm nhạc ấy thì sẽ hát, học hát thật nhiều tốt lên, ví dụ có thể là tập thêm đàn piano thứ, thì xong mình sẽ đi dạy ở bên ngoài được, dạy những cái bạn nhỏ ấy thì người ta chưa yêu cầu bằng cấp các thứ linh tinh, thì mình có thể dạy những bạn đấy ở trung tâm đấy. Mà em muốn làm về cái chuyên ngành đúng không? Vâng, đúng rồi. Cái đấy thì mình sẽ kiểu dạy theo như kiểu dạy gia sư ấy, dạy theo giờ theo tiếng thôi, nó không bị gò bó như công việc kia. Đó. đến ai cũng được em nhá. Nhà hốt nếu mà không làm vlog thì chắc là mình sẽ làm một công việc gì ạ? Kiểu em cũng đã từng nghĩ công việc làm kiểu ở các shop quần áo rồi. Nhưng mà cũng thấy vất vả, cũng lương cũng chẳng được nhiều. Thôi tốn thời gian. Mình nếu mà kiểu để thích làm đồ part time thì chắc là em thích làm một quán cà phê ấy. Thì kiểu thích pha chế các thứ, bởi mình thích cũng hay đi cà phê, mình cũng thích cà phê các thứ, nó trà. Mà cái này sẽ làm phải có sở thích. Cái đấy phải có sở thích chứ. Em không thể nào mà kiểu làm chỉ vì lương thôi. Lương thì không làm được đâu đúng không? Còn chị nếu mà không làm YouTube thì chị sẽ làm ở CGV, bởi vì có một cái video Q&A ở trên kênh của chị ấy, thì chị có bảo là trước đấy chị có làm CGV, cho đấy mình có làm CGV, làm part time CGV thôi. Xong rồi kiểu sau đấy tức là làm được một năm thì bắt đầu quay YouTube ấy. Thế là bắt đầu làm YouTube, xong rồi sau đấy thì dịch, thế là cái dạp của chị nó đóng cửa. Xong rồi kiểu mọi người cũng hỏi là có muốn sang dạp khác làm không ấy, nhưng mà kiểu lúc đấy chị thấy là chị đi học nhá, xong rồi về nhà chị còn quay video ấy, thì thấy thế là kiểu nó chiếm quá nhiều thời gian rồi ấy, nên là chị không quay làm CGV nữa. Nhưng mà nếu như mà chị không làm YouTube ấy thì chị vẫn sẽ làm CGV, bởi vì lương ở đấy là cao nhất trong những cái part time rồi. Không, thực ra cũng chưa phải cao nhất đâu, nếu mà cao nhất so với cái mức làm việc, bởi vì thực ra nói làm CGV không phải là quá nhà đâu, nhưng mà so với cái lương thì cũng là nhà rồi. Với cả ở CGV thì kiểu mọi người đều bằng tuổi nhau ấy, thế là nó làm nó vui ấy, bởi vì ở trong giờ nhá, một ca nó sẽ có rất nhiều người, xong không ai cầm điện thoại ấy, hay kiểu chỉ có nói chuyện nhau thôi, nên là cũng vui. Nói chung là được cầm điện thoại luôn. Bọn chị không được cầm điện thoại. Nói chung là cái đợt mà chị định nghỉ CGV ấy, chị cũng thấy tiếc, kiểu chị cũng định làm hay là cứ làm xong rồi kiểu một hai buổi đến gặp mọi người ấy, nhưng mà thôi vẫn nghỉ, đến bây giờ vẫn chơi với hội ở CGV đấy. Nói chung là nếu mà các bạn là sinh viên ấy thì đi làm thêm những cái công việc part time như này thì mình sẽ kiểu mở rộng mối quan hệ của mình hơn rất là nhiều. Mình thấy rất nhiều người là kiểu quen biết nhau, xong rồi thân thiết với nhau xong sau khi đi làm việc đấy. Câu hỏi tiếp theo là câu vừa là sinh viên vừa làm YouTube, ba chị gặp khó khăn lớn nhất là gì cho chị? Chị đã đeo lắp thoại. Sinh viên khó khăn không nhỉ? Nếu mà khó khăn thì chỉ là bị không có thời gian quay thôi. Kiểu ví dụ hôm đấy trời rất đẹp, trời nắng rất đẹp, ánh sáng một thứ rất đẹp, nhưng mà phải đi học, thế là không quay nữa. Thế xong rồi đến lúc mà đi học xong về thì kiểu nó lại trời đã tối mất tối, không quay được. Xong rồi nếu mà hôm nào mà kiểu đi học liền từ thứ hai đến thứ bảy chẳng hạn nhá, xong có mỗi chủ nhật đúng không, xong chủ nhật thì kiểu mệt quá rồi lại không muốn đi quay, hoặc là quay nó sẽ không được nhiều sức sống như bình thường ấy. Cho nên nếu mà có khó khăn ấy thì chỉ khó khăn về thời gian thôi, vì thời gian nó không có nhiều ấy, với cả chị cũng năm cuối rồi. đại khái là chị cũng năm cuối rồi nên là học cũng dồn, học dồn nhiều nên cũng có nhiều thời gian quay. Nhưng mà đợt này về nghỉ Tết thì chắc là sẽ có nhiều thời gian quay hơn, nhưng mà chị chỉ có vấn đề đấy thôi, còn lại thì cũng không có vấn đề gì mấy cả. Còn về mình thì để kể lần video đầu tiên mà mình bắt đầu muốn quay YouTube là hồi chưa thi tốt nghiệp cấp 3 đấy, nhưng mà cũng là sinh viên đấy, lúc đấy đang học nhạc viện rồi ấy. Đấy, nói chung là thế, cũng gần thi, hồi cuối tháng 5. Thì đầu tiên, về vấn đề đầu tiên khó khăn nhất khi mà làm YouTube thì phải kể đến là tài chính. Thì lúc đầu mình không có thu nhập để có thể mua được máy quay này, xong rồi đèn các thứ linh tinh này. Mà nhất là mình làm về beauty nhá, thì chắc chắn là cần thiết bị sắc nét và đủ ánh sáng để có thể quay. Cũng như là kiểu mình cũng phải đi thuê nhà để về góc quay các thứ linh tinh. Nói chung là đợt đấy chưa có nhiều kinh phí, thì cũng may là kiểu bố mẹ sắm cho cái máy ảnh này cũng xong rồi, thì sau đó tầm nửa tháng sau thì cũng sắm được cái đèn quay, thì là video cũng đủ ok rồi, tạm ok với thời gian đấy. Thì bây giờ xem lại thấy video ngày đấy rất là tệ, nhưng mà so với hồi đấy thì là đã kiểu hết sức cố gắng để làm những video như thế rồi đấy.
đợt đầu ấy là em còn được ba mẹ tài trợ cho máy ảnh đúng không? Đợt đấy nhá, chị quay điện thoại, thì xong rồi kiểu chị thế quay điện thoại quá là tù ấy, không thể nào đẹp được. Thế xong rồi chị còn kiểu hỏi ba mẹ chị là mua chị cái máy ảnh để làm ấy, nhưng mà ba mẹ chị không mua. Vì ba mẹ chị sợ là làm YouTube ấy thì nó sẽ không có thời gian học, kiểu khá là sợ chỉnh bảng học hành ấy. Thế nên là ba mẹ chị không mua, xong rồi chị phải kiểu cứ tiết tiền để mua máy ảnh ấy, xong rồi bắt đầu mua đèn, xong rồi mua nói chung là những cái thiết bị kiểu mic các thứ ấy. Còn kiểu nói chung là đấy cũng hơi vất, tại vì quay điện thoại em không nhìn được cam nào ấy, xong rồi chỉnh cho quay toàn fail. Rồi quay một cái video khoảng tầm 10 phút nhá, là chị có thể mất 3 tiếng hoặc hơn để chỉnh cái góc với các thứ, đúng không? Hơi vất vả. Thì đấy, nói chung là vấn đề về đấy chính là may mà bố mẹ mình thì kiểu thường là nghe theo, tin tưởng và nghe theo mình, ý kiến của mình. Hồi đấy thì cũng rất là sợ, vì sợ là mình không kiếm ra được tiền mà lại mất một khoản tiền khá là lớn. Rồi hồi đấy thì cũng may mắn là mọi người đã ủng hộ mình và mình cũng được như đến bây giờ cũng gọi là ok so với những gì mà mình đã cố gắng này. Còn vấn đề thời gian nữa cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn, tại vì mình vẫn là sinh viên, mình cần phải đi học đủ ở trên trường. Mình không đủ thì nó bon thôi. Và mình trình ra video của mình thì mọi người, nếu mà mọi người xem YouTube của mình thì mọi người sẽ thấy là mình ra video rất đều. Mình kiểu không có cái lịch cố định, nhưng mà hầu như là tuần nào cũng sẽ có ít nhất là một video. Gần như mình sẽ không để cho cái kênh YouTube của mình bị trống ấy, nên là mình phải đặt ra những mục tiêu như thế cho mình. Mình phải cố gắng là tuần nào cũng phải quay video, xong rồi phải edit các thứ, làm mọi thứ là 2.5 năm là mình làm tất cả một mình luôn, nên là nó cũng khá là tốn thời gian ở cái việc đấy. Và bây giờ thì may là cũng có thuê được bạn trợ lý để hỗ trợ mình, thì cũng bây giờ nói chung là về tài chính thì cũng đỡ hơn rồi này. Và về thời gian thì đấy cũng có người hỗ trợ mình, nên là bây giờ đã ok hơn rất là nhiều rồi. Nói chung là chị biết đến Trinh là tại vì ra video quá thường xuyên thì kiểu đây chị với My là điển hình của cái việc lười ra video luôn mọi người. Kiểu nói chung là ví dụ như là bọn mình mà bận ấy thì mình sẽ gác cái việc quay video đấy lại, xong có thời gian thì mình sẽ làm. Nhưng mà Trinh là cái kiểu bận đến mấy thì cũng vẫn phải sẽ quay video, xong rồi vẫn sẽ up video ấy. Thậm chí có cái đợt mà kiểu còn ngày nào up ấy cũng chưa. Nói chung là cũng rất là động lực để quay. Khó khăn là kiểu cân bằng giữa kiểu việc học tập và kiểu việc công việc đấy. Thì kiểu đây là em không ra cái video thường xuyên được, mình học ở trường cũng nhiều, khá nhiều đi thủ các thứ. Nhưng là em cũng đấy. Nói chung của em là ban đầu thì đôi khi cũng là về tài chính rồi, nhưng mà kiểu em không quá áp lực, bởi vì em không quá kiểu chuyên sâu như của mọi người. Em thấy mọi người kiểu thật sự công việc chính thức của mọi người như kiểu là YouTube thôi. Còn em thì em có đi chụp ảnh các thứ nữa, nên là em có thu nhập đồ một chút trước đấy. Thì nhưng là với lại YouTube thì em cũng làm theo kiểu thật sự là bản thân thích thôi, chứ không phải là như kiểu công việc chính thức của mình, nên là em vẫn thoải mái luôn mấy cái trò chơi. Và vừa rồi thì bọn mình cũng đã chọn lọc hết những cái câu hỏi mà hay nhất mà mọi người đặt ra cho cả ba bọn mình trong video ngày hôm nay. Và bọn mình cũng đã ăn cũng khá là no rồi, và có lẽ là video cũng hơi dài rồi. Thì cảm ơn chị Moon với cả My hôm nay đã đến nhà mình để có thể quay video vlog của mình, và cả hai video trên kênh của mọi người nó đều liên quan đến fashion đấy, quần áo. Mình yêu mọi người thích, nên mọi người hãy nhớ đón chờ hai video của chị Moon và My nữa nha. Và mong mọi người sẽ thích video này. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Rồi thì bye bye. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye. Chiu. Không để xa được đến kia rồi.